cái mối tình lạnh nguội, những cái câu chuyện mà làm chúng ta phải suy nghĩ nhiều đúng không? Có lẽ khi người ta thấy một người đã thành công thì người khác sẽ cố gắng để thành công hơn, và khi thấy một người hạnh phúc thì mình cũng muốn được hạnh phúc giống như họ, và khi thấy một người thành công trong hạnh phúc thì mình cũng mong muốn được giống như vậy. Rồi mời Cam Thơ. Sao mặt mày căng chứ gì? Nãy giờ coi như là tình thương mến thương, mọi người chia tay với một cái tình thương mến thương rất là vui, và ôm nhau hôn nhau rất là cảm động, rất là xúc động. Mà hồi đầu là đã sợ nhất là lúc mà mình khóc, nhưng mà cuối cùng cũng cái sợ đó nó cũng đến. Hồi nãy đứng trên sân khấu đã khóc rồi đó, cho nên là bây giờ cũng đã vui lại rồi, con tim đã vui trở lại. Thì hồi nãy có sơ sót một cái này nè, lúc mà mời anh Thi chị Thủy lên sân khấu á, thì lúc đó thì cái chị nó ngại, nhưng mà lúc đó đáng lẽ là em phải nói lời cảm ơn với chị Thủy, với anh Thi, tại vì cái lúc mà anh Quang bị gặp nạn đó, chị Thủy là một người rất là quan tâm và cứ điện thoại nhắn tin cho Cam Thơ hoài, nói là sao rồi em, sao rồi, có cần chị giúp cái gì không thì nói một tiếng, chị sẽ giúp hết. Một cần cái gì cũng được, cần bất cứ cái gì thì phải gọi cho chị, rồi chị gọi nhắn tin hỏi thăm nhiều lắm. Và lúc mà anh Quang ảnh xong bệnh lành rồi, chị cũng chúc mừng. Nói chung là em cảm ơn chị, anh chị rất là nhiều. Và hôm nay anh chị cũng đã đến đây để dự, nhưng mà có cái là chị ngại, chị không có lên sân khấu thì cũng không có sao, tại em cũng không biết, xin lỗi, thì em không có hỏi trước mà em giới thiệu. Thì sẵn đây em gửi lời cảm ơn đến anh chị rất nhiều. Cảm ơn tất cả bạn bè, thân hữu, tất cả những fan, đồng bọn, tất cả những ca sĩ, nghệ sĩ và MC, ban nhạc, bạn của anh Quang. Cảm ơn TC đã mệt quá đi về rồi. Cảm ơn chị Khanh, cảm ơn Tích Ti, cảm ơn Sáu Ẩn đang ngồi vẫn còn lái chim. Cảm ơn Sáu Ẩn từ San Jose luôn nha, thấy thương quá. Cảm ơn Yến Châu lên đường cho Tám vẫn còn ngồi ở dưới. Cảm ơn anh chị, anh Thiện, có một bàn của chị Nhàn. Chị Nhàn là một người ở New Mexico, cũng rất là xa, nhưng mà chị Nhàn không có tới dự được, nhưng mà chị Nhàn cũng có gửi quà và gửi như là bạn của chị Nhàn tới để chung cho nên còn cảm ơn bạn của bà nội ngồi cả đến suốt đêm luôn. Đúng. Chụp hình nguyên một đêm luôn, cảm ơn bạn của bà nội. Còn bà nội coi như là bà nội nói là alo, cho Thiện Trương. Bà nội nói là rất là vui, hôm nay bà nội ngồi tới cuối luôn, bà nội thấy vui lắm. Rồi bạn của Lily cũng là từ Ohio qua, cũng ngồi bạn của Ngọc Châu nữa. Cảm ơn bạn Ngọc Châu nhiều rồi. Em thank you Ngọc Châu, bạn Ngọc Châu vẫn ngồi với chúng tôi cuối cùng nhiều. Cảm ơn Khánh Hoàng nữa, đúng rồi, rất là nhiệt tình luôn. Dạ, MC chuyên nghiệp, không có soạn, không ấy lương luôn, không có soạn kịch bản gì đó, coi như là tới một cái là nói vài câu là lên luôn. Từ đó giờ tôi làm MC có ai được kịch bản tôi đâu, tôi có tự làm kịch bản không đó. Tôi khổ lắm. Thì tại ông làm MC tự làm kịch bản, còn mày Khánh Hoàng làm MC cho tôi, cho nên tôi mới ông Khánh Hoàng vô nói sao không? Ê, cái chương trình đâu cho nó không khó, không có đâu. Nói tự xử đi nha. Cảm ơn bạn của Mai Trang, anh là Mai Trương nè, Trang Nguyễn nè, các bạn mấy người đẹp không? Cảm ơn bạn ở bên lót xuống nè, bạn của A Muối, có một số bạn của A Muối không xuống được cũng gửi quà cho Tám. Tám sẵn đây cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn rất là nhiều. Trời ơi, cảm ơn. Cái này là coi như ngàn lời cảm ơn, ngàn lời cảm ơn. Không, còn cảm ơn nhiều lắm. Còn thêm nữa là cảm ơn những người bạn của mình, đúng, những khán giả đây. Ở nước ngoài và Việt Nam đúng không? Khoan đợi tôi xíu, tôi cảm ơn từ nữa. Tuyết tặng, Tuyết và bàn của Tuyết là tặng nguyên một cái bánh 4 tầng của đâu mất tiêu rồi. Ăn hết rồi. Tặng nguyên một cái bánh 4 tầng luôn, 3 tầng hay 4 tầng quên rồi. 3 tầng không Tuyết. Cái bánh là gần 1000 đô đó. Trời ơi, ba bánh. Mấy tầng? 4 tầng hả? Xuất sắc. Gần 1000 đô đó. 4 tầng. Chắc 2000 đô quá, nó 1000 ít quá, nó cấp đôi lên đi. Đó, tôi đặt cái bánh 3 tầng hết 700 đô rồi đó, ở đó. Thế hả? Vậy là 1000 mấy hả? Thôi nói con tôi mà 3 tầng 700 đô đó, ở đó. Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. 4 tầng nó chơi 1000 đó. Cảm ơn rất nhiều mà. Và còn thiếu ai nữa không? Không biết luôn, không nhớ bây giờ. Anh Nghĩa Sữa nè, trời ơi, ảnh là cái cây đờn coi như là đàn rất là hay, nhưng mà hôm nay ảnh là ngồi dưới ảnh ăn, ảnh không chơi, có lên. Tại vì có ban nhạc sẵn rồi cho nên ảnh lên.
rồi, Khánh đó, cảm ơn Khánh, cảm ơn rồi. Cái Ti nè là bé Ly, Ly Lưng Trần nè, Thi con của chế Linh nè, đó rồi bạn của Thi nữa, trời ơi nhiều quá. Anh Minh với chị Khanh là vẫn còn, cái anh Quang Củi vợ cũng còn ngồi ở dưới nè. Bây giờ thấy là người ta nhậu nữa. Cảm ơn nhà hàng nữa, rồi bây giờ bắt đầu tới. Cảm ơn Lana nữa nè, đã ngồi rồi bà. Ê, có một cái này nữa nè, mắc cười lắm. Trời ơi, tự nhiên cái lúc mà mới bước vô cửa tự nhiên thấy cái bàn, cái xong có cái thùng đồ đựng giống như là bông bì à, dưới đám cưới vậy. Tôi nói đúng rồi, trời ơi sao kỳ vậy, cái tự nhiên để cái bàn giống đám cưới vậy, kỳ vậy. Cái này là gì? Mà lỡ tự nhiên lúc đó lo chụp hình đâu biết đâu, cái khách vô cái đứng đứng ngay bàn, cái tôi nói bụng trời ơi sao giống đám cưới vậy. Trời, mình nhớ mình làm kỷ niệm ngày cưới mà đâu phải đám cưới đó đâu. Rồi cưới lại làm đám cưới mới nhưng mà là cưới người cũ. Ờ là ghê đó, thì ta nói là bả bỡ ngỡ thì thôi mà bây giờ thùng ở đầy rồi. Trời ơi, thật sự là cảm ơn rất nhiều. Và sẵn đây trên cái live stream này, Cam Thưa cũng xin chân thành cảm ơn rất là nhiều mọi người khán giả trên toàn thế giới đã theo dõi cái live stream của Tám hai phần. Một phần trước là đón khách và một phần sau là chương trình tiệc ăn chơi. Cảm ơn ekip Mọc Stay nữa. Rồi những Mọc Stay, nói Stay Mọc Stay hả? Stay, Mọc Stay. Bà nói Stay là tôi tưởng bô bát thịt bò đó. Tưởng Stay là thịt bò hả? Stay là sân khấu đó. Những anh chàng hot boy rất là dễ thương, trẻ trung, năng động. Bây giờ next time mà show anh là Mọc nhớ làm anh nha. Ok. Rồi, coi như là rất là đắt xô từ lúc mà Tám quảng cáo. Trời ơi, tôi không biết thật. Hồi đó đắt xô cái nó quên xô của tôi luôn nha. Đắt xô thì đắt xô nhưng mà phải nhớ ưu tiên cho. Ê, bà Tám nha. Chứ mày đuổi 20 xuống rồi đó. Nói nhanh hết giờ. Nhưng mà ngày 27 tháng 7 này có một cái live stream trên Mọc Steak. Mọc Steak. Đúng rồi, nói Steak nha. Ok, Steak. Rồi, một lần nữa. Cảm ơn.